Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3 tuần 22, trang 20, tập làm văn. Đề bài: viết những điều em đã kể trước lớp về một người lao động trí óc thành một đoạn văn từ 7 đến 10 câu. Như vậy thì ở đề tập làm văn hôm nay, các em sẽ viết những cái điều em đã kể ở lớp về một người lao động trí óc, tức là ở lớp các em đã kể về một người lao động trí óc rồi, thì bây giờ các em sẽ viết lại thành một đoạn văn, mà cái đoạn văn đó là khoảng từ 7 đến 10 câu. Thì các em sẽ viết về những cái điều em đã kể trước lớp về một người lao động trí óc, thì các em sẽ cần kể đó là, các em cần viết đó là người đó là ai, làm nghề gì, rồi người đó hàng ngày làm những cái việc gì, rồi người đó làm việc như thế nào. Thì các em sẽ dựa vào những cái gợi ý cô vừa nói để mà các em viết thành một đoạn văn từ 7 đến 10 câu. Thì đầu tiên các em sẽ kể, các em sẽ viết đó là ai, làm nghề gì. Thì ở đây cô ví dụ như đoạn văn tham khảo như sau. Cô Thảo ở cạnh nhà em là một bác sĩ nhi khoa. Thì cô ở đây cô ví dụ, cô viết về cô Thảo là một bác sĩ nhi khoa. Rồi tiếp theo, hàng ngày người đó làm những việc gì? Thì ở đây hiện nay cô đang công tác tại bệnh viện nhi đồng. Mỗi ngày cô đều xách chiếc cặp đi làm từ rất sớm đến tối mịt mới về. Có những lúc mưa gió, cô vẫn đội áo mưa đi làm. Có lần theo cô giáo vào bệnh viện thăm bạn Trung bị ốm, thì em thấy cô Thảo đi khám cho các bạn nhỏ. Cô Thảo đến từng giường ân cần hỏi han, dặn dò tỉ mỉ các bạn nên ăn thứ gì, kiêng thứ gì, uống thuốc ra sao. Có lúc cô lại nói những câu hóm hỉnh để mà khiến các bạn cười. Nhìn cô Thảo làm việc, em hiểu rằng cô không chỉ làm vì trách nhiệm mà còn vì lòng yêu thương của cô đối với bệnh nhi. Như vậy thì viết một đoạn văn, các em sẽ viết đầu tiên, các em sẽ nói là viết là người đó là ai, làm nghề gì, rồi người đó hàng ngày làm những cái công việc gì và người đó làm việc như thế nào. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.